Xin chào mọi người, mời mọi người ăn mì trộn trứng lòng đào chung với Thảo nha. Thảo trộn một gói mì nè, hai cái trứng với lại một trái dưa leo. Rồi, Thảo ăn nha. Trong đây Thảo trộn có sa tế nữa. Nói chung Thảo trộn bình thường á. Có cái Thảo luộc thêm trứng lòng đào Thảo để vô thôi. Chua chua, cay cay. Trứng lòng đào béo béo. Cái mì trộn mọi người luộc nó vừa tới thôi, đừng có để nó mềm quá nó không ngon. Cay, có sa tế cay. Trứng lòng đào này Thảo luộc là nó Thảo để cho nó hơi chín xí nè, chứ nếu mà mình luộc ấy là nó còn lỏng xí, mà Thảo thích ăn vậy nè. Đặc đặc một xí thôi. Ai ăn ai thích ăn kiểu nào luộc kiểu đó. Nhìn màu thịt mì đẹp mọi người ha, có tương ớt, có sa tế. Lúc
Ngon, rất là ngon. Rồi, cảm ơn mọi người, phải chào tạm biệt. Bye bye.